Chào các bác. Nay em tiếp tục về cái kiếm vàng mi, kiếm vàng thơm. Đây, đây là hoa đây. Đây đúng chuẩn hoa Thái Lan này, cần hoa rích rắc. Đây, rất là đáng sưu tầm các bác. Hoa nó có mùi thơm cho nên người ta gọi là vàng thơm. Đây em bán một mẹ một con là 500. Và một thân này là 400. Thân này 400. Còn hai thân già này mỗi thân 350 các bác nhé. Đấy. 500, 400 và mỗi thân già 350. Hàng đang hoa nguyên tại chậu luôn các bác. Hôm nay em cũng khá nhiều loại kiếm, em trồng lại tương đối. Tại vì đợt trước là vườn em sạch sẽ hết, em lại trồng lại. Bên trên này em treo phi điệp, còn bên kia là bên những dưới những chậu lặng nó đặt kiếm. Đây em toàn trồng bằng chậu này này. Còn em thấy nó lặng, nó đủ giá thể để cho cây trong khoảng thời gian khoảng 1 năm rưỡi. Đấy, còn những chậu bé quá thường thường em không dùng, vì chậu bé quá thì nó vấn đề nó sẽ không phát triển cây được. Kiếm thì nhiều giá thể này càng tốt. Kỳ phi điệp thì vẫn 15.000 các bác này. Đấy, kỳ phi điệp vẫn 15.000 một kỳ thôi. Đấy, cây cánh sen của em mở lở ra đây, đẹp lắm. Đấy, cánh sen này, nụ nó rất là bầu. Ở bên ngoài nó có một cái chấm tím. Đấy, nụ bầu lắm. Đấy, các bác thấy nụ phi điệp này. Kỳ này bán hết rồi, giờ còn chậu thôi. Đấy, bác nào lấy cả chậu này là 1 triệu này. Ở đâu? Đúng không? Cả chậu này 1 triệu. Còn đây là cánh trắng Lâm Đồng. Một cánh trắng Lâm Đồng này em bán với giá là 3 triệu. Đấy, còn cái lái mẹ này để em nuôi. Trong cánh trắng Lâm Đồng. Đây này, xanh thái em có một chậu này nhưng mà nó lỗi ở cái ngọn này. Lỗi cái đọt này. Không biết con gì ăn thì các bạn nhìn con sâu đục thân. Sâu đục thân nó ăn cả là kiếm luôn. Còn xanh Huế Sần em bán 3 triệu rưỡi một thân các bác nhé. Đấy, xanh Huế Sần. Vàng Tuyên Quang thì vẫn là 800 một thân. Vàng Tuyên Quang em đẹp lắm, tí em tách ra em trồng lại. Đấy, còn đây là trắng Minh Tuyết. Trắng Minh Tuyết một cây rất là đỉnh cao của dòng Lô Hội. Đấy, trắng Minh Tuyết em bán với giá là 3 triệu một thân. Được, cây này có nguồn gốc xuất xứ từ Điện Biên. Đấy. Bản áng rất to, nó gần như Điện Biên, nó cũng không khác Điện Biên là mấy. Chỉ có điều Điện Biên nó thẳng đứng, còn cây này nó hơi võng một tí. Đấy, cho nên nó điểm khác nhau giữa Điện Biên và Minh Tuyết, còn hoa nó gần như nhau. Còn đây là cây Hoàng Long Thái. Em vẫn bán 700 một thân các bác nhé. Hoàng Long Thái này. Đấy, thân này 700, thân này 700. Còn cái thân già già này thì 500. Đấy, thân già già này thì 500 thôi. Đấy, thân già nhưng mắt ngủ còn nguyên, chả mất cái gì. Thân già Kim Thái thì trồng rất là dễ lên. Đây là cây kỳ này, kỳ 6 mắt Thái Bình. Đấy, em bán 300 một kỳ. Đấy, có 3 kỳ 6 mắt Thái Bình, còn 2 kỳ này là 350. 6 mắt Thái Bình. Còn đây là cây trắng Hà Đông. Thơm lắm các bạn. Trắng Hà Đông. Đợt em về lại thâu nhân giống. Đây, những cái cành già này cũng cắt làm nhân. Khi được trắng Hà Đông đây, ngủ đây. Trắng Hà Đông. Ừ. Đâu. Lấy một kỳ nó như này các bác này, 350 này. Trắng Hà Đông. Còn đây là vị hoàng lá láng này. Đấy. Chậu này 13 triệu. Thân con đang mở lá rất là đẹp. Đấy, đây chậu vị hoàng này của em này. Khả năng em phải gỡ ra trồng lại thôi. To quá. Đấy, trắng Minh Tuyết có những cái 2 triệu hai thân như này này, em bán là 3 triệu rưỡi này. Đấy. À đâu? 5 triệu rưỡi các bạn. Đấy. Nhưng mà thường thì em bán một thân để các bác sưu tầm thôi. Đấy, Minh Tuyết một thân như này là 2 triệu 8. Bên này còn rất nhiều mặt hàng đấy, chí đang nụ. Ui, chí công nhận nó phá cây kinh thật. Để ra được một bông hoa phải tốn bao nhiêu là nước mà nó phá cây luôn. Dã man thật, chắc em phải cắt đi thôi. Em đợi nụ nó hình thành lên thêm phát nữa em cắt đi. Đấy, tại sao ra hoa nó lại hại cây thế, còn cây chí sần này cũng cùng nhau này. Nó không ra hoa, cây rất là khỏe.
xanh Huế gieo hạt thì em vẫn bán là 90.000 các bác nhá. Còn Phan Chí gieo hạt bên này là 70.000. Bên này có cây, có một cây trắng tiên nữ hương nhiên xấu xấu này, 300 một mẹ một con này, các bác về làm giống này. Cây này được phát hiện tại trên một cái cây nhãn của huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên, thì người ta đặt luôn là trắng tiên nữ. Cái này họa lá nó khá là nhỏ, rất là dễ nhận ra. Này, còn bên này là Phan Chí gieo hạt, bên này là những cây sổ số cánh bầu với cả cây hoàng mơ kiếm. Đấy, hoàng mơ kiếm thì em bán là 250 một thân. Bên này là những thân tuyết ngọc. Bên này là sân xanh thái, 350 một thân. Đấy, tầm này em lách ra trồng nó rất là dễ các bác, rất là đơn giản. Rồi còn các bác, đây em chỉ bán kiếm thôi, này hàng về kiếm là nhiều. Vật tư các loại chậu thì có cái chậu bí cam 25 này em đang hết rồi. Còn bí cam 30. Đấy, còn bí cam 30. Đây chậu này là 10 cái 120, 20 cái 200 này. Đấy, chậu này trồng kiếm là ok này, hoặc phi điệp cũng rất là ok. Với lỗ nó thoáng. Còn đây là chậu này trồng địa lan 8.000, trồng địa lan mới đang kiếm 8.000, nó rất nhiều lỗ này. Những cái chậu địa lan thì các bác cứ để ý là rất nhiều lỗ ở bên dưới thoát được. Bởi nó không có lỗ sườn. Đấy. Chậu này thì là em bán chậu 38 này là 13.000 bao ship này, chậu này trồng kiếm thích này. 13.000, phân dê là 15. Lưới đài này là lưới đài. Cái bỗ lục giác này. Đấy, 22 là phi 38 22. Phi 48 là 35. Còn bên trong này là chỉ có phân thuốc thôi. Phân thuốc mài nhà kính. Đấy, phân thuốc mài nhà kính lưới. Rêu sâu. Đấy, nhà này khá là gọn hàng, móc các thứ này. Đấy, móc inox 7.000 một cái. Đây móc inox những cái này 7.000. Rêu là có rêu chi lê này 250 một cân. Đây nó là rêu chi lê. Còn loại rêu sâu thì rêu sâu nó khác, rêu sâu nó là 400 một cân. Nó kiện nó nhìn như thế. Nay em phát hiện ra các bạn. Đây là phân chùm quế về mít, phân cá hồi, còn đây là các loại kẹp. Phân chì. Đấy. Rồi còn các bác.